Đây, bây giờ chúng ta sẽ ăn sáng, ăn sáng ở trong khách sạn. Đây, buffet ở khách sạn cao. Để mình xem coi có món gì nha. Đây, bún bò. Phở. Đây ăn gì, đồng ăn gì? Đây có trứng chiên. Mày đi một vòng coi nha. Là gì đây? Là cháo. Xúc xích. Xúc xích với thịt nướng. Buổi sáng ăn nhẹ thôi. Đây có cơm với mì. Mì mình có tự lái. Mì mì xào hải sản. Hôm qua không được ăn. Hôm qua đi ăn món này nhưng mà chưa ăn, bây giờ ăn nè. Có chỗ ngồi chưa? Bên đây có món gì? Món chay. Rau củ. Bên đây nè, bên đây có này nữa nè. Bên đây có salad đồ chua. Gỏi cuốn. Bắp chuối trộn. Rau mầm. Bên đây là rau không? Có cải xoắn nữa nè. Thịt nguội. Mình đi vòng rồi. Mình ăn sao nha. Còn bên đây nữa nè. Qua đây coi đó, đây là gì? Đây nước uống. Bên kia view ra những khách sạn kế bên. Có sữa. Còn bên kia nữa, để mình bên đây có cái quầy bar. Để qua bên đây còn một cái quầy nữa, để xem quầy gì nha. Cái giá trên thì bao gồm đã có cái phần ăn sáng này rồi. Đây là bánh mì. Bánh mì với sữa. Đây là bắp, xôi bắp. Rồi bánh da lợn. Đây là há cảo. Món cuối cùng là khoai lang. Các chị bạn ăn gì đây, em gấp luôn nha. Để coi bạn Đồng ngồi đâu rồi. Bạn Đồng. Bạn Đồng ngồi đây rồi. Rồi bây giờ chúng ta ăn gì đây? Bạn Đồng ăn mì hả? Đồng biết ăn mì được. Ngon không?
ngon Đồng? Ngon hả? Ăn mì với gì vậy? À, cà rốt với xà lách hả? Không ăn thịt hả? Sao vậy? Ừ, hết thịt rồi hả? Nó nói hết thịt rồi. Rồi, để bây giờ em lại múc đồ ăn nha. Rồi, mời các anh chị các bạn dùng bữa sáng nha. Bữa sáng mình ăn đơn giản vậy thôi. Mì, rồi xúc xích với thịt xông khói. Rồi, đợi mi chút xíu, đợi mi lấy nước uống kìa. Đâu ăn nữa không? No chưa? À, ở đây thì có phở nữa, phở với bún bò nữa. Chút xíu chắc này ăn bún bò. Để lấy cái nĩa em được. Này lấy lên cái nĩa này. Rồi, mời các chị nha. Mời vị các bạn luôn. Đây, mì xào hải sản. Vị rất là vừa ăn. Thử miếng nào. Thôi ăn xong đi qua nhà bà. Này là heo, thịt heo ơi. Thịt heo chiên. Hình như này nó quay để vô cái lò bi ba nó chiên nó nướng. Thịt nướng ăn với bánh hỏi. Chấm một miếng nước mắm. Thịt quay. Cái gì? Đây dễ ăn. Bánh hỏi nè. Cái bánh hỏi dẻo dẻo này ngon. Bánh hỏi bây giờ vui rồi. Còn lấy sao nữa nha. Quay đây thơm. Ngon. Ngon không? Hả? Nó hỏi hoài. Nhà bà. Nói ba nói rồi. Cái bánh hỏi này ngon hơn cái bánh hỏi ở Sài Gòn. Bánh hỏi này dẻo. Rất là ngon. Cảm ơn cô ơi. Chấm miếng mắm à. Thịt xông khói. Nhìn nó hấp dẫn. Lấy thôi, uống ít thôi, uống từ từ thôi. Dài vậy. Này bạn Đồng biết thấy món mì là hợp khẩu vị, tự múc ăn luôn khỏi cần phải đúc. Này ăn gì? Cái xúc xích. Rất ngon. Không biết là do khách sạn này mới họ làm chất lượng, không biết cái chất lượng này có giữ được hoài hay không đó, nhưng mà hiện tại thì thấy rất là ok. Giá phòng cũng tương đối không mắc, vừa phải vừa hợp túi tiền. Hai dòng một đứa con, 2.2 triệu ha. Với một phần buffet ăn sáng.
giá rất hợp lý. Rồi để ăn món này là mì, muốn mì gà hay là mì gì đây? Để nị ra. Ủa đi ăn cái gì vậy? Mì này là mì gì? Hả? Bún cá. Cá đâu anh, đâu thấy cá không? Bún cá nè. Cá chiên. Chiên lên à. Tưởng đâu gà. Bún cá đặc sản Vũng Tàu. Rất là ngon luôn. Không gian rất là rộng nha. Đi ca đâu, còn ở ngoài, ngoài sân nữa, ở ngoài sân nhưng mà nắng quá thì không có ra ngồi, mình ngồi trong đây cho nó mát. Đây đây, có cái mùi gì đó, mùi nghệ, có nghệ. Ngoài bún cá thì là ngon, hồi đó nha, hồi đó mình ra đây nha. Để thử cái nước lèo. Nước lèo đậm đà. Wow, cay vậy? Cho ớt ớt đó. Cái nước lèo nó cay. Nó thơm. Nó mùi thì lạ. Nó mùi thì lạ. Ai thích ăn cay là ăn món này hợp luôn nè. Giờ đành lạnh mà ăn món này là rất là ngon. Để hỏi coi còn món gì nữa không, ăn món gì nữa. Mày ăn sáng hết hơn được. Ban đầu ăn đang ăn hoành thánh. Ủa cái gì? Xíu mại. Xíu mại. Sau khi nếm thử một vòng thì chúng ta thấy em thấy món này là hợp ngon nhất. Nó vừa ăn. Tất nhiên là món nào cũng ngon nhưng mà khẩu vị, theo khẩu vị em thì thích món này. Thì cái bánh hỏi nó dẻo dai dai, rất là ngon. Cái nước mắm này chua chua ngọt ngọt, thơm. Heo quay cũng thơm. Đi lại đính chính lại là không có phở bún bò mà là bún cá. Hồi nãy em nhìn tưởng là bún bò nhưng mà không phải bún bò, là bún cá thôi. Ở đây phục vụ từ 6-7 giờ sáng, 6-7 giờ sáng tới 10:30. Đa phần là khách ở trong khách sạn hay không à? Rồi một số hình ảnh ở buffet khách sạn cao, ăn sáng ở đây gửi các anh chị và các bạn để ta có dịp đến đây thì mình tham khảo ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Rồi hôm nay chúng ta sẽ trả phòng và đi về Sài Gòn thôi. Trả phòng lúc 12 giờ, bây giờ là 8 giờ. Cái dàn bếp chính giữa. Có tên nó màu hồng kia. Bình trắng. Bình trắng.